Xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, Thắng xin được cập nhật vấn đề hệ thống CEAC của NVC đang gặp vấn đề nghiêm trọng. NVC đang cố gắng khắc phục sự cố này và các hồ sơ được mở và đang thực hiện 6 bước với NVC đều đang hoang mang. Các trường hợp lỗi hệ thống hiện tại cho các hồ sơ đang làm 6 bước và chưa có cách khắc phục nào từ NVC. Và NVC đang cố gắng khắc phục những trường hợp này, cho nên chúng ta vẫn phải kiên nhẫn để chờ đợi. Trường hợp 1, do các giới hạn về số lượng cấp thị thực nhập cư theo quy định của pháp luật, đơn bảo lãnh này không đủ điều kiện để tiếp tục xử lý tại thời điểm này. Khi chúng ta đăng nhập vào hệ thống CEAC, chúng ta sẽ thấy cái thông báo như cái hình bên cạnh. Trường hợp 2, mất tên người bảo lãnh và quá ngày duyệt hệ thống vẫn không được duyệt. Trường hợp này đa số chúng ta thường gặp phải. Và đây là lỗi hệ thống, cho nên NVC đang cố gắng tìm cách khắc phục. Cho nên quý cô chú, anh chị và các bạn cũng hãy kiên nhẫn để chờ đợi. Trường hợp số 3, khi NVC duyệt 6 bước yêu cầu bổ sung tài liệu, nhưng khi đăng nhập bổ sung thì mất thông tin Bộ Tài chính và Bộ Dân sự không bổ sung được. Điều này có nghĩa khi chúng ta đăng nhập vào hệ thống CEAC của NVC thì chúng ta sẽ không thể nào thấy thông tin của hai cột dành cho hồ sơ bảo trợ tài chính và hồ sơ dân sự. Trường hợp số 4, một trường hợp tương đối phổ biến trong giai đoạn hiện nay. Hệ thống không cho đóng tiền đầy đủ cho các thành viên. Ví dụ hồ sơ có 4 thành viên thì thể hiện trên màn hình chính đủ 4 thành viên, nhưng khi đóng tiền chỉ cho đóng 2 thành viên. Mọi người vào link đăng nhập để kiểm tra hồ sơ của mình có nằm trong những trường hợp vừa được nêu ở trên hay không. Nếu có thì chúng ta cũng đừng nên hoang mang. Và NVC họ đang cố gắng để tìm cách khắc phục nhanh nhất. Chúng ta vào app NVC viết mail nhiều lần nhưng NVC vẫn phản hồi chung chung, vẫn chưa bảo trì được hệ thống để khắc phục, thì NVC cũng đang cố gắng khắc phục, nên tất cả cô chú anh chị và các bạn hãy kiên nhẫn để chờ đợi, tránh hoang mang.